Kiểm soát tầm nhìn là một công việc đặc biệt quan trọng của người chơi hỗ trợ. Và có một khái niệm mà người chơi ở vị trí này cần ghi nhớ, đó là Deepwood và Shallowwood. Shallowwood là những con mắt cắm ở gần, nhìn chung, những con mắt cắm ở vị trí này ổn, nhưng chưa phải là quá tốt. Ngược lại, Deepwood là những con mắt cắm ở sâu bên rừng đối phương. Nếu như Shallowwood cung cấp cho bạn rất ít thời gian để phản ứng với những biến số xảy ra trong trận đấu, thì Deepwood lại cung cấp cho bạn khá nhiều thời gian để làm việc đó. Là một người chơi hỗ trợ thì lời khuyên cho bạn đó là hãy cắm mắt sâu bất kỳ khi nào có thể. Tuy nhiên, việc này đôi khi khá nguy hiểm nếu không có đồng đội đi cùng. Nhưng có một số thời điểm khá tốt để cắm mắt sâu một mình mà không gây nguy hiểm cho bạn. Đó là khi bạn dự đoán những người chơi cùng đường bên địch vừa biến về. Hoặc như thế này. Galio quan sát thấy mid và rừng đối phương vừa bị hạ gục, trong khi hai người chơi bot của đối thủ thì đã lộ mặt. Đây là thời điểm rất tốt để đi giải mắt trong rừng đối thủ mà không gặp nguy hiểm. Những con mắt sâu không chỉ giúp cho bạn và xạ thủ đi đường dễ dàng hơn, mà nó còn cung cấp cho những người chơi ở làn đường khác có được những thông tin cần thiết. Giống như Silas đã quan sát thấy Javan từ con mắt sâu mà Galio đã để lại trước đó. Lưu ý, chỉ nên cắm mắt sâu khi đội bạn đang có lợi thế. Còn nếu bên bạn đang thua, hãy cắm mắt để bảo vệ phần rừng bên mình. Ngoài ra, trong khi xem replay, mình thấy có một mẹo khá hay. Đó là nếu bạn chơi S và đang ăn khá nhiều mạng. Nếu có cơ hội để hỗ trợ đối thủ giết bạn như thế này, hãy làm điều đó. Vì support thường là vị trí không tận dụng vàng kiếm được. Hy vọng video này có thể giúp ích cho bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại.